đội tuyển Việt Nam chính thức chốt danh sách đấu Thái Lan, có công phượng hay không? Đội tuyển Việt Nam vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan ở vòng loại World Cup. Mọi chú ý đổ dồn về công phượng, cầu thủ đang chật vật tìm kiếm suất đá chính ở câu lạc bộ Sinh Suidens. B. Chiều nay 22 tháng 8, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. 27 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại đã được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn vào danh sách tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam. Không bất ngờ khi đa phần trong số các cầu thủ được triệu tập đều là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm đã được tôi luyện qua rất nhiều các trận đấu, giải đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, U23 quốc gia. Ngay cả bộ đôi cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu dù dính chấn thương nhưng vẫn được điền tên vào danh sách để tiếp tục theo dõi, điều trị nhằm theo dõi và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của hai cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, Muang Thông United, Thái Lan và Nguyễn Công Phượng, Sinh Suidens, B. Công Phượng đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm một vị trí trong đội hình Sinh Suidens tại giải vô địch quốc gia Bì. Tuy nhiên tình hình hiện tại không mấy khả quan. Trải qua 4 vòng đầu tiên, tiền đạo 24 tuổi chỉ ra sân vỏn vẹn 20 phút, thậm chí hai lần không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Vị trí thủ môn cũng ít nhiều gây ngạc nhiên bởi thầy Park bỏ qua nhiều cái tên đạt phong độ tốt như Văn Công. Hà Nội, Nguyên Mạnh, Sông Lam Nghệ An để đặt niềm tin vào Tuấn Mạnh, người vừa mắc sai lầm ở lịch cuối tuần qua. Ngoài ra, một số gương mặt trẻ hoặc đang đạt phong độ cao ở V-League như Lâm Anh Quang, Nam Định, Nguyễn Hữu Tuấn, Thành phố Hồ Chí Minh, Đô Thanh Thịnh, SHB Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Đức, Viện Tèn, Hà Minh Tuấn, Quảng Nam cũng được trao cơ hội, Hà Đức Trinh, Đà Nẵng không được triệu tập, thay vào đó tiền đạo này góp mặt trong thành phần đội tuyển U22 Việt Nam dự trận giao hữu gặp U22 Trung Quốc vào ngày mùng 8 tháng 9. Hà Nội tiếp tục là câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 7 người, xếp sau là Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đang ngụp lặn ở top cuối V-League với 5 cầu thủ. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 8 tới, riêng nhóm các cầu thủ thuộc câu lạc bộ Hà Nội sẽ tập trung muộn hơn, vào ngày 29 tháng 8 do phải thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân của câu lạc bộ Antin AC, Turkmenistan. Ngày mùng 1 tháng 9, đội tuyển sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 202 khu vực châu Á, diễn ra trên sân Thammasat vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019.